chim vịt khuyến nhỏ mà trông thật là xinh quá, gọi nhà bảo vâng lễ phép ngoan nhất nha. Khiếp, đây giọng hát đồ làm rapper đồ ha. Thì đó, tao có giọng hát rồi, giờ thiếu thêm mỗi cái studio nữa thôi mày ạ. Có trong cái studio này là với nickname Liu Su Su là tao sẽ nổi tiếng. Chuyện là con bạn em có đam mê ca hát bẩm sinh, hát không hay nhưng được cái là hát rất nhiệt tình các bác ạ. Nó hát mọi lúc, mọi nơi, hát bằng cả tính mạng, tranh thủ trong lúc thang máy đi, nó cũng hát bắn rap cho được mấy câu mới chịu cơ. Giọng ca vàng đi xóm trong vào thì con bạn em đã có, giờ có thêm cái phòng thu âm để nó không tra tấn tính giác của em nữa thì quá tuyệt vời luôn nhỉ. Nghĩ đến đây nên em thử biến cái thang máy thành phòng thu để thỏa sức đam mê của con bạn em cả nhà ạ. Cơ mà muốn ăn thì phải làm, việc đầu tiên là em lấy cây lau kính 2-1 của nhà Baruti để lau sạch gương trong thang máy, vừa hát vừa soi được khẩu hình miệng thì có quá là ok la luôn. Nữ rapper mới nổi đó là Lil Gray, còn con bạn em lấy nickname là Lil Susu cả nhà về nhá. Nói đùa thì vậy thôi, lúc đầu em định thử cho vui mà ai ngờ hiệu quả thật các bác ạ. Cây lau kính nhà mình vừa lau được kính lại còn vừa gạt được nước siêu tiện lợi luôn. Đầu vải nỉ mềm thấm hút nước cực kỳ tốt, lau đường nào sạch đường đó, yên tâm giúp em là không để lại vịt nước hay là lớp loang trên bề mặt kính đâu nhá. Thân cây thì làm bằng nhôm nên cực kỳ chắc chắn, cầm siêu nhẹ tay nữa chứ. Lại còn thay đổi được độ dài linh hoạt này, muốn dài thì kéo dài và muốn ngắn thì kéo ngắn ạ. Lau được mọi bề mặt luôn cả nhà nhá. Ví dụ như là gương phòng tắm này, lau bàn ăn, cửa tủ bếp, tủ trưng bày hoặc là vách ngăn bằng kính luôn nhá. Nói chung là tiện lắm các bác ạ. Bác nào có đam mê ca hát thì con bạn em thì thử sắm ngay một cây lau kính của nhà Baruti về thử ngay các bác nhá.